Hey vô WhatsApp anh em Cảm ơn anh em đến channel của mình nha Ok anh em ơi Mình từ cao thủ 0 điểm Bây giờ mình lên đại cao thủ 600 điểm rồi Mình có một đội hình Muốn giới thiệu tới anh em nha Meta này rất là ok anh em à Meta 14.1 này Em coi lịch đấu nha anh em nhé. Đây Mình kêu anh em à mình giới thiệu đến anh em tới bài bên kêu cái Meta 14.1 này bên kêu top 1 này nha anh em nhìn bên nó kêu thôi nhìn ba con chú trọng video nè ta hết với akali Đấy không Nói chung là mình đánh cái chỉ cần đánh được bên kêu ba anh em này là... đây là bên kêu xong tao uh, phủ hộ pháp cây da vệ binh và phanh cứng tập trung vào build đội hình này thôi anh em chắc chắn tỷ lệ on top rất là cao á tầm kia toàn on top không từ cao thủ không điểm mà lên sáu trăm mấy luôn á này là tai nạn nha top năm chỉ là tai nạn thôi nhưng mà nó trả lại cho mình liền top bảy này cũng chỉ là tai nạn thôi đây top hai top 1 cái này không 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 đáng nói cái này nè top 1 tập 5 anh em biết đánh gì đó ha tích tiền 4.1 4.2 gì đó tập trung vô con siêu sao một video hai ca thu ba akali có con nào á có siêu sao nào lấy nha không có chỉ cần mấy ba con này siêu sao thôi là chốt bài anh em nhé đừng có quan trọng tập hệ nó chỉ cần ba trong một trong ba siêu sao là được ví dụ như vigo đi vigo mà siêu sao bên uh, pentakill thì khỏi khỏi bàn rồi nhưng mà siêu sao thánh thắng ra dễ chơi được luôn còn cao thu là thì uh, siêu sao bên pentakill thì cũng ok quá ok còn uh, kiểu mà nó là đau phủ chơi được luôn chơi bốn đau phủ và akali cũng vậy Akali nếu mà nó ra đau phủ chơi bốn đau phủ còn ra Kaza thì chơi 5 Kaza cũng yêu được hình này 5 Kaza đó vậy là ok anh em nhé ok cảm ơn anh em đã coi clip nha còn hướng dẫn sau thì mình khi nào mình livestream mình sẽ nói anh em nhé bye bye anh em